Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với loạt video về hướng dẫn lập trình web. Ở trong loạt video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách tạo một trang web đơn giản và làm sao để thiết kế một website theo đúng ý mình. Thì bài đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn là cài bộ phần mềm cũng như là các trình soạn thảo văn bản làm sao để chúng ta code web một cách dễ dàng nhất, thuận tiện nhất cho chúng ta. Thì ở đây có hai cái loại phần mềm mà hỗ trợ chúng ta nhiều nhất chính là Notepad cộng cộng và Sublime. Thì hai cái này mình có thể sử dụng một trong hai. Thì hai cái này khác nhau điểm gì? Thì khác nhau điểm là nhìn nó nền, nó màu trắng thôi, chúng ta hoàn toàn nhìn nó dễ hơn. Tuy nhiên thì hiện nay thì cái Sublime Text của chúng ta ấy, cái phần mềm Sublime Text này nó sẽ có hỗ trợ chúng ta việc viết tắt cũng như là code nhanh hơn rất nhiều. Nên là loạt video này mình sẽ sử dụng Sublime Text thay cho Notepad cộng cộng như hồi trước. Thì đầu tiên để cài đặt cái Sublime Text này thì các bạn chỉ cần vào trang chủ của trang Salontech đó. Ở đây có rất nhiều phiên bản hệ điều hành 64 bit hay là 32 bit cho các bạn. Thì ở đây các bạn tải cái phần 64 bit. Ở đây là mình dùng Win 10 mà, 64 bit nên là mình sẽ tải về và giải nén ra, cài đặt như bình thường thôi. Khi mà chúng ta cài đặt xong ấy thì sẽ được cái giao diện như thế này. Thì mình nói sơ qua về cái giao diện này. Thì ở đây nó giống như là các file các bạn sử dụng Word rồi đúng không? Microsoft Word ấy, thì nó cũng là để gõ chữ bình thường thôi. Đầu tiên là sẽ có một cái phần tạo file mới, mở file hoặc là save file đó. Cái thứ hai chính là phần edit, chúng ta copy paste chẳng hạn, nó cũng y hệt như là chúng ta ấn Ctrl C Ctrl V, rất giống như là chúng ta đang soạn thảo trên Microsoft Word. Cái thứ hai là selection, thì mấy phần này thì khi mà các bạn dùng nhiều thì các bạn sẽ tìm hiểu sau. Ok. Thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái file đơn giản đầu tiên. À, trước khi mà đến cái tạo ra đầu tiên thì mình muốn các bạn cài đặt cho mình một số yếu tố quan trọng nữa. Các bạn hãy vào cái phần preferences này. Các bạn sẽ vào phần setting cho mình nhé. Ở đây khi mà các bạn hãy copy nguyên cái phần này. Cái phần này mình để dưới phần miêu tả của video. Đó. Thì mục đích của cái phần này tại sao? Các bạn nhìn thấy những cái dấu gạch này này. Bình thường các bạn sẽ không có đâu. Bây giờ mình tạo ra một cái file mới nhé. Đây. Ok. Các bạn nhìn thấy, mình sẽ tắt cái phần này đi. Bình thường các bạn tạo ra, các bạn thử ấn dấu cách. Đây là mình ấn dấu cách. Thì các bạn nhìn thấy dấu chấm đúng không? Tại vì sao mà các bạn nhìn thấy là dấu chấm? Tại vì ở đây mình đã setting cho các bạn là dấu cách ở trong này sẽ hiển thị bằng dấu chấm. Chỉ là hiển thị thôi, để cho nó dễ nhìn đó. Còn đây nếu dấu tab, các bạn nhìn thấy mình ấn dấu tab nó sẽ ra các gạch gạch này. Đó là chúng ta mai sau hỗ trợ chúng ta code đẹp hơn, dễ nhìn hơn và chuyên nghiệp hơn. Thì để làm được như mình ý, thì chúng ta cần phải qua một bước chính là vào phần setting. Thì đoạn code này mình đã để dưới phần miêu tả của video đó. Các bạn chỉ cần copy paste vào đây và chúng ta xếp lại là xong. Ok, tắt file này đi. Cái thứ hai là mình muốn các bạn cài đặt cho mình một số các backpack ít. Các bạn vào phần project này, preview. Chúng ta tiếp tục vào phần package control. Ở đây chúng ta cài các gói package cần thiết. Thì package đầu ở đây chúng ta có cài một số cái package cần thiết. Package đầu tiên chúng ta sẽ cài là package MS. Các bạn chỉ cần gõ cái từ MS vào đây. Cái backit này chúng ta hỗ trợ chúng ta là viết tắt. Đó. Thì các bạn chỉ cần ấn vào đây và nó sẽ sổ xuống đây. Vì tại sao ở đây mình không sổ? Tại vì ở đây mình đã cài sẵn rồi. Các bạn nhìn thấy ở đây là mình đã cài cái gói MS này rồi. Thì đây là những cái gói mà rất là cần thiết cho chúng ta để code cho nó nhanh. Ví dụ là cái sidebar đây, nó sẽ khi mà các bạn tạo ra cái sidebar ấy thì các bạn sẽ có những cái thư mục mà nó hỗ trợ các bạn quản lý file rất là dễ dàng. Đó. Đó là một tiếp theo là một lưu những cái phím tắt mà mình muốn lưu ý với các bạn. Đầu tiên là mình sẽ tạo cho các bạn một cái file ví dụ demo về trang web nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tạo ra một cái file hello kia đi. Mình sẽ lưu cái file này ở
desktop mình lưu dưới dạng HTML. Cái đuôi HTML này là đuôi của một trang web đó. Thì khi mà các bạn viết này ấy, các bạn ra cái phần ngoài màn hình của mình vừa lưu xong, các bạn nhìn thấy cái file hello.html này, các bạn mở dưới dạng là Google Chrome thì các bạn lập tức nhìn thấy cái trang web của mình đang được hiển thị trên đây là chữ hello đó. Đây chính là một cái trang web mình vừa tạo ra với nội dung đơn giản là hello. Và loạt bài tiếp theo nó sẽ hướng dẫn mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để tạo ra một cái trang web rất là đẹp và các nội dung trang web rất là đa dạng. Thì bước đầu tiên thì mình muốn hướng dẫn các bạn là để ra tạo ra một cái khung trang web ấy, thì có một số phím tắt. Khi mà các bạn cài xong rồi lưu dưới dạng là HTML thì các bạn chỉ cần ấn dấu chấm than, cậu ấn dấu tab thì lập tức là đây là cái khung trang web. Nhớ nhá, viết tắt này, chấm than, tab ra là các bạn đang được một cái khung trang web rồi. Tiếp theo để xóa một dòng ấy thì các bạn ấn Ctrl X đó hoặc Ctrl Z như là một cái cái trình soạn thảo văn bản bình thường thôi. Và tiếp theo nữa thì có rất nhiều như là Ctrl Shift D. Ví dụ là ở đây là mình có một dòng một đúng không? Bây giờ thay vì bạn phải bôi đen này, copy và enter xuống đây, các bạn rất rất mất nhiều thời gian mà, thì các bạn chỉ cần ấn Ctrl Shift D đó, các bạn chỉ cần ấn Ctrl Shift D thôi đó, thì rất nhiều cái dòng này sẽ được copy y hệt nguyên từ cái dòng đầu tiên. Thì để xóa một dòng thì các bạn chỉ cần ấn Ctrl X là sẽ xóa một dòng. Đó là hai cái gọi là phím mà mình hay sử dụng nhất. Và các bạn lưu ý một điều cho mình là code ấy, làm sao để chúng ta code một cách nhìn nó sạch đẹp nhất thì mai sau chúng ta có mở rộng code ra thì chúng ta đọc rất là dễ hiểu. Đấy là nguyên tắc rồi. Kinh nghiệm của mình khi mà mình đi làm cũng như là mình code được code web cũng khá là lâu rồi. Mình rút kinh nghiệm là khi mà các bạn code ấy là theo một cái chuẩn riêng. Thì ví dụ như các bạn nhìn thấy nhá, này nhá. Các bạn nhìn thấy cái phần phần này nó cấu trúc của nó rất là hay. Ví dụ như cái phần này là meta và title nằm ở trong thể head đúng không? Thì lập tức là cái phần meta và title này nó bị thụt vào đầu dòng thì nó biểu hiện là hai thằng này nó đều nằm trong thể head. Rất là dễ nhìn đúng không? Cái trường hợp mà bạn là code như này thì nó rất là nó khó nhìn tại vì người ta hiểu là meta và head nó cùng cấp với nhau nên là rất khó nhìn. Thì có một cái phần mà giúp chúng ta format lại, tự động format lại thì các bạn chỉ cần bôi đen, Ctrl A lại và các bạn nhìn thấy cái phần edit và phần line và các bạn nhìn thấy cái phần re-ending. Các bạn ấn vào đây thì lập tức cái phần này nó sẽ tự động format lại cho bạn. Thì để các bạn mỗi lần các bạn ấn vào đây nó mất thời gian đấy thì các bạn vào đây setup cho mình một cái phím tắt và preference và key binding đó. Thì đây các bạn có thể gõ trực tiếp hoặc là mình sẽ để cái phần nội dung này ở bên dưới phím tắt. Các bạn chỉ cần vào keybinding và đặt cái phím tắt thôi. Alt Alt Shift cộng F. Tại sao mình để tiếp tục phím này? Tại vì mai sau các bạn sử dụng code ở trong NetBeans ấy, hay là học ngôn ngữ Java ấy, thì sẽ cái phím này rất là quen thuộc với các bạn. Đó, thì các bạn để nguyên cái dòng code này. Rồi nó sẽ hoạt động như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn. Ví dụ thì ở đây mình đã cài đặt rồi nha. Mình sẽ xóa ví dụ là cái format này rất là xấu đúng không? Đó, ở đây mình cho thu thò vào đi. Rồi mình sẽ Ctrl A lại và mình sẽ ấn ACF đó thì lập tức cái mọi thu thò mà nó không theo quy chuẩn nào thì nó sẽ tự động format cho mình nhìn rất là đẹp luôn đó, dễ dễ nhìn. Và một điều nữa là các bạn ví dụ ở đây mình có thừa dấu cách, các bạn nhìn thấy không, rất là xấu. Khi mà các bạn nhìn thấy này ấy, thì nó không theo một cái quy chuẩn nào thì các bạn nhìn thấy là mình đã biết được code thừa dấu cách thì mình phải xóa đi. Mục đích của cái này, giả sử trong quá trình code ấy, mà chúng ta có thấy một cái dấu chấm này ấy, đó thì chúng ta biết rằng chúng ta đang format sai luôn thì chúng ta lập tức là chúng ta phải xóa đi làm sao để cho nó đồng nhất thì nhìn code nó sẽ đẹp hơn. Ok, thì đó là toàn bộ lưu ý của video này. Ở đây mình sẽ viết lại cái lưu ý nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ là các phím tắt đúng không? Phím tắt đầu tiên chính là gì?
đó các bạn nhìn thấy là ra số mình chỉ cần tap ra thôi. Chúng ta đầu tiên ấy là sẽ xóa màu dòng và Ctrl X đúng không? Chúng ta thứ hai là nhân đôi một dòng đúng không? Sẽ là Ctrl Shift và nút D đó. Và một phím tắt nữa là các bạn muốn đổi hai cái dòng này với nhau ấy thì các bạn ấn Ctrl và Shift và ấn nút mũi tên lên xuống đó thì chúng ta sẽ đổi được vị trí các dòng cho nhau đó, không cần phải cắt hay paste gì cả. Tiếp theo thì một số lệnh mà viết tắt ấy thì các bạn để ý nhá, khi mà mình để đuôi là HTML ấy thì trong trong cái phần mà sau bằng text ấy thì mình cứ ghi HTML chẳng hạn là cái đoạn nào đó trong thuộc gọi là cái kiến thức về HTML ấy thì nó sẽ cho giúp chúng ta viết tắt như là H3 chẳng hạn đó. Thì cái mấy kiến thức này các bạn sẽ học ở các loạt video về sau. Ở đây có một số phím tắt như là các thể H1 tab chẳng hạn, H2 H3 đó, các bạn chỉ cần ấn cái thẻ của nó ra và ấn phím tab là lập tức nó sẽ ra. Ok, cũng như là trong file CS cũng thế, trong CS thì cũng có một số phím tắt. Thì một loạt bài CS thì mình sẽ vừa hướng dẫn các bạn vừa hướng dẫn các bạn sử dụng phím tắt luôn. Ok, chúc các bạn cài đặt thành công và sẵn sàng đến các loạt video tiếp theo về kiến thức về HTML và CS. Ok, xin chào các bạn.